Thưa các bạn, có người hỏi tôi và đưa cho tôi cái bài pháp của sư cô Thích A Giác Lệ Hiếu. Phải nói sư cô giảng rất là hay, trẻ mà giảng rất hay, đi vào lòng người. Nhưng mà qua một cái bài pháp nói là tu phước và tu huệ đấy, sư cô giảng cái bài đấy thì nghĩ theo đúng mà theo kinh Nikaya của Đức Phật dạy thì làm sao mà tu phước và tu huệ? Tu phước ở đây là thế nào? Tu phước của quý thầy bên đại thừa hay là các pháp môn khác ấy là tu phước là để bố thí cúng dường, còn tu huệ là tu thật cái huệ không, sai lời Phật dạy, làm gì có nhảy cóc như vậy. Khi một con người đã tu rồi theo bát chánh đạo của Đức Phật để lại thì ta phải tu giới trước, giới định tuệ. Giới là năm cái đạo đức làm người, ví dụ là bát chánh đạo thì gồm có chánh tri kiến là giới, chánh tư duy là giới, chánh ngữ là giới, chánh nghiệp là giới, chánh mạng là giới. Nếu một người tu hành mà không lấy làm nghề đi ăn là chánh chánh nghiệp ấy, là chỉ xin ăn ngày một bữa thôi, không làm nghề gì khác đấy, hay chỉ ăn ngày một bữa, xin được một bữa làm chánh mạng. Thế còn ăn 2-3 bữa, còn uống cà phê, còn uống rượu, uống bia, rồi uống trà thiền truyền cà phê thiền thì làm sao mà có giới được, phải không? Vậy đó là năm cái giới này thì từ cư sĩ hay là người tu khác nào cũng vậy, người không biết đạo cũng phải giữ được cái này đấy. Ví dụ là chánh mạng là không như người ấy, là ta phải sống chân chính, làm nghề khơi chân chính. Chánh nghiệp là 6 nghề ác không làm: 1 là không sát sinh, 2 không trộm cắp, 3 không tà dâm, 4 không nói dối, 5 không uống rượu. Lấy cái nghề và cái nghiệp của nó như vậy. Hay 6 nghề không nên làm như vị: 1 là không săn bắn, 2 là không trải lưới, 3 là không bán thịt sống, 4 là không bán thịt chín, 5 là không bán thuốc độc, và 6 là không buôn bán người. Đấy, cái nghề của chánh mạng như vậy, chánh nghiệp là như vậy. Vậy nên là chánh mạng là ta không thì ăn thịt chúng sinh, không có sự đau khổ cho chúng sinh. Vậy bây giờ này chưa tu được 5 chánh rồi đã đòi lên tu huệ, huệ nó còn phải như ví dụ 5 chánh đầu là giới nhá, sau đó bắt đầu chánh tinh tấn là ngăn ác diệt ác, sinh thiện trong thường thiện, thì cứ lúc đó mới là thiền. Vậy mấy người đi vào thiền định ngay để lấy tuệ không thì rất là vô lý, sai biết thật nè đó. Không ai Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy là theo thứ bát chánh đạo, con nước con nang ở nơi, từ chánh kiến đến chánh tư duy mà cho đến chánh niệm chánh định cơ mà. Chánh tinh tấn xong rồi ta bắt đầu tập thiền từ 1 phút trở lên, chứ tự nhiên vào ngồi 10 phút, nửa tiếng, 1 tiếng là bị ức chế tâm, là bị sinh tưởng, sinh tàu hỏa nhập ma hết. Vậy nên là điên đảo tưởng, điên đảo kiến, điên đảo tình và điên đảo tâm là như vậy các bạn. Khi mà tránh tinh tấn xong rồi, ta có niệm rồi, ta đã thực tập nhất tâm rồi và an trú tâm rồi, đến 30 phút ta vào với quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp. Đấy chính là chánh niệm đấy, chánh niệm đấy, tứ niệm xứ đấy. Rồi bắt đầu nó với có định chứ, có định là nó mới sinh tuệ chứ, nó như bảy giác chi xuất hiện với cái sinh tuệ là huệ đấy. Vậy mà chưa chi chỉ có cúng dường không mà có huệ thì có tuệ thì đúng là vô lý. Sao mà lại giảng vậy, tội cho mọi người quá sư cô ơi.